Giới thiệu đây là rau mơ tía nhá. Rau mơ là một loại vị thuốc rất là tốt, ăn rất là bổ. Thấy không? Nhiều không? Đấy. Đây, nó mọc trên hàng rào này, từng bao. Rất tự nhiên. Rau này thì rất là cực sạch rồi. Sạch không phải lo nghĩ. Đấy. Cá một cái bờ rào dài, toàn rau mơ, ngon tuyệt vời luôn. Ôi, đấy. Món rau này là ngày xưa là các cụ là hay chế làm nhiều loại thuốc. Đấy, ngọn lên mướn mởn. Ôi, ngon chưa? Ngon chưa? Đấy. Đấy, những loại là những loại rau mà nó đem lại sức khỏe cho cộng đồng người dân. Mọi người ai có nhu cầu ăn thì cứ liên hệ, mình sẽ cung cấp lá mơ cực sạch luôn. Mọi người xem video của mình nhớ ấn vào đăng ký và chuông để ủng hộ kênh của mình nhá. Mình xin cảm ơn.